Hello, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phương pháp tìm một cái hình ảnh mà nó mang chất lượng cao. Đây là những cái hình ảnh có kích cỡ lớn, độ phân giải lớn. Thì chúng ta sẽ tìm bằng cách nào trên Google. Thì như các bạn thấy trên cái màn hình thì mình mở một cái trang Google thì chúng ta sẽ search thử, chúng ta sẽ tìm thử một hình là hình coffee ha. Thì chúng ta tìm một cái hình coffee. Bây giờ chúng ta sẽ đưa tìm ý tưởng một cái hình mà một cái ly cà phê thì chúng ta sẽ dùng một từ là coffee cup. Các bạn thấy là khi chúng ta muốn search hình ảnh thì các bạn sẽ chọn cái tab hình ảnh này, chúng ta click vào. Thì Google sẽ tìm cho chúng ta rất là nhiều cái hình ảnh mà cái ly cà phê nó hiện ra. Thì bạn sẽ thấy được là nó có rất là nhiều cái kích cỡ. Chẳng hạn như cái này thì nó kích cỡ là 2000 nhân 1125. Nhưng mà với cái phương pháp search bình thường như thế này thì Google sẽ chọn lẫn những cái hình ảnh mà chất lượng bình thường và những chất lượng cao, nó chọn lẫn với nhau. Chúng ta không thể nào sắp xếp được một cách hợp lý. Thì các bạn thấy cái hình 2048 nhân 1152 và cái hình 400 nhân 400 thì lại nằm gần với nhau. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy là cái sự tìm kiếm của chúng ta nó sẽ hạn chế về cái độ chính xác. Thì các bạn nhìn qua phía bên con chuột mình rê vào thì nó có cái mục là các công cụ tìm kiếm. Thì các bạn click vào thì nó sẽ hiện ra kích thước. Thì ở đây nó có cái tiêu chuẩn, như các bạn tìm những cái hình ảnh kích thước lớn thì các bạn click vào đây thì nó sẽ search cho mình những cái kích thước đó. Các bạn thấy những cái hình ảnh mà nó kích thước lớn đều có kích thước lớn cả, nó sẽ sắp xếp cho chúng ta. Ngoài ra chúng ta sẽ có thể là tìm những cái hình mà nó mang cái thông số mà chúng ta mong muốn, chẳng hạn chúng ta in ấn, dùng để in ấn hay làm gì đó mà muốn những cái hình có kích cỡ như 9600 nhân 7200 chẳng hạn như vậy. 7200 cho tới nó thấp dần, thậm chí nó ở thấp dần ở độ là 400 nhân 300 là thấp nhất. Thì với những cái lựa chọn như thế này thì nó giúp cho các bạn có thể tìm ra những cái tấm hình đạt tiêu chuẩn cao, chẳng hạn như chúng ta có thể sử dụng những cái hình 12 mê. Đó, thì nó sẽ search, nó sẽ tìm kiếm giúp chúng ta những cái hình khoảng cái độ mà 12 mê như vậy thì độ phân giải rất là cao. Đây, chúng ta sẽ tìm xem hình ảnh ha. Thì những cái hình ảnh này nó đó, các bạn thấy nó load rất là chậm vì nó rất là nặng. Thì những cái hình như thế này nó mang cái độ phân giải rất là lớn. Thì chúng ta sẽ trong quá trình thiết kế thì chúng ta sẽ có được những cái tấm hình chất lượng, đảm bảo cái chất lượng khi chúng ta in ra hoặc là sử dụng vào những cái mục đích thiết kế khác. Ngoài ra thì các bạn sẽ có những cái option khác, chẳng hạn như là về màu sắc. Ví dụ các bạn chọn màu xanh, những cái màu xanh, những cái hình mà nó ngã sang màu xanh, nó có cái tông màu xanh đó, các bạn thấy đó, thì nó sẽ search sang những cái hình mà có những cái tông màu xanh. Hoặc là bạn có thể tìm những cái hình làm mang cái tính đen trắng chẳng hạn, thì nó sẽ search cho chúng ta những cái hình chỉ có màu sắc đen trắng mà thôi. Thì ngoài ra những cái option mình mới ví dụ thì các bạn có thể thám hiểm khám phá những cái option khác. Ngoài ra những cái hình mà nó được up trong 24 giờ qua hay là một tuần qua mà Google có thể tìm ra hoặc là quyền sử dụng. Những cái hình mà có thể là được sử dụng lại hoặc là như thế nào đó, có mục đích phi thương mại hay như là có đích thương mại vân vân, thì các bạn sẽ tìm hiểu. Chẳng hạn như là hiển thị kích thước, chúng ta bấm hiển thị kích thước thì nó sẽ hiển thị sẵn kích thước chúng ta luôn. Còn nếu chúng ta chỉ hiện bình thường thì khi nào chúng ta rê chuột vào thì nó mới hiện kích thước lên. Thì trong quá trình
mà chúng ta tìm kiếm, chúng ta hiện tại cái thứ này nhìn cho nó dễ. Nếu chúng ta không muốn hình trắng đen thì chúng ta chọn mọi màu thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái hình. Hoặc là chúng ta chọn, chẳng hạn chúng ta chọn biểu tượng thì nó sẽ hiện ra những cái hình mà liên quan tới người ta làm cái hình coffee cup là dùng để làm biểu tượng mà thôi. Nói như vậy thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta có một cái phương pháp chúng ta sợ hình ảnh rất là hay. Tiện đây mình sẽ nói luôn cái vấn đề về một cái tấm hình bất kỳ, và chúng ta sẽ search một cái tấm hình đó xem thử là nó đã được sử dụng ở đâu rồi. Chẳng hạn chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tìm cái hình này ha. Sorry, cái hình này nó không có tồn tại. Để đi kiếm cái hình khác ha. Giờ mình sẽ chọn cái hình nhỏ thôi để đào về cho nó dễ ha. Này đi. Ok, mình sẽ lưu lại. Như vậy mình đã lưu luôn cái hình này ở đây. Thì bây giờ mình sẽ tìm trên Google cái hình này xem thử cái hình này nó đã được sử dụng ở những cái trang web nào, những cái trang web nào nó đã sử dụng cái hình này. Thì chúng ta sẽ phóng nhỏ cái này lại, chúng ta quay trở lại cái khu ô sệt ha. Bây giờ chúng ta sẽ kéo cái hình đó vào cái khung sệt này, ta kéo hình vào thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ, và nó nói là chúng ta thả ảnh, cái thả ảnh mà chúng ta kéo vào đây. Thì cái chức năng này nó của Google nó cho chúng ta biết được là chúng ta có thể search bằng hình ảnh thay vì văn bản, chứ không hẳn là chúng ta thường chúng ta search bằng bằng văn bản mà thôi. Bây giờ nó có chức năng mình search bằng hình ảnh luôn, chúng ta thả đây. Thì nó sẽ ra những cái trang web mà đã sử dụng cái hình mà chúng ta vừa kéo vào. Chẳng hạn như cái hình mà chúng ta search, chúng ta vừa vừa download về, thì cái trang web mà logi.vn này nó đã sử dụng cái hình đó để làm. Chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta có thể biết được là những cái trang web đó nó đã sử dụng những cái hình ảnh mà chúng ta đã search. Đó. Rồi những cái công ty Nam Việt này, rồi những công ty information about the, những cái đây là nó link những cái trang web mà đã sử dụng lại cái tấm hình mà chúng ta vừa download về. Và nó có nhiều kết quả khác nữa. Đó, thì các bạn thấy như vậy, với cái phương pháp search như vậy thì chúng ta có thể là biết được là cái hình ảnh mà chúng ta vừa tìm nó đã xuất hiện ở trên những cái trang web nào người ta đã ai những ai đã dùng những cái tấm hình đó rồi. Đó. Ok, đó là một cái phương pháp, những cái phương pháp search hình ảnh mà mang tính rất là phổ thông mà trong Google hiện nay trên thế giới đang sử dụng. Hy vọng là với cái phương pháp này thì các bạn có thể giúp cho mình những cái thao tác nó nhanh hơn trong công việc của mình, phục vụ cho những cái vấn đề mà các bạn cần thiết tìm hình ảnh. Có một cái điều này, nếu các bạn là photographer, là những người đi chụp hình chẳng hạn, thì những cái tấm hình mình post lên Facebook chẳng hạn, post lên click vân vân, thì thỉnh thoảng mình nghĩ cái tấm hình này xem thử là ai đó có lấy để sử dụng lại tấm hình của mình hay không, thì cái phương pháp kéo hình tả vào để tìm kiếm bằng hình ảnh như vừa rồi cũng có thể giúp cho các bạn xác định được là những ai, những trang web nào đã sử dụng cái tấm hình của mình mà không xin phép mình hay là như thế nào đó. Thì
nó cũng giúp cho các bạn được cái tiện ích đó. Ngoài ra thì các bạn, những người làm thiết kế thì các bạn chú ý, nếu các bạn lấy những cái tấm hình trên mạng về thì cũng sử dụng phương pháp đó để xác định được là mình có vi phạm bản quyền hay không, thì nó cũng giúp cho chúng ta đảm bảo được cái chất lượng khi chúng ta thiết kế, và chúng ta sẽ đảm bảo được cái vấn đề bản quyền, và chúng ta đảm bảo rằng là chúng ta sẽ không xâm phạm bản quyền của những người khác. Và điều này là mang tính công bằng khi tất cả những cái sản phẩm chất xám mà của người khác làm ra mà chúng ta sử dụng một cách tùy tiện như vậy thì nó sẽ không đảm bảo cái tính công bằng cho người đó. Và ngay cả bạn, nếu bạn chụp những cái tấm hình đẹp các bạn post lên mạng, người ta sử dụng mà không không hỏi ý kiến bạn, thì bạn sẽ cảm thấy cái công sức mình bỏ ra này sẽ rất là uổng, rất là buồn. Thì hy vọng với những cái phương pháp search hình ảnh như thế này nó giúp cho các bạn nhiều trong công việc và phục vụ trong cái công việc mình được tốt hơn. Hy vọng là cái thủ thuật này sẽ bạn cảm thấy happy. Cho các bạn, chúc các bạn một ngày làm việc thật là hiệu quả và vui vẻ.